Để mạnh nhiều giải pháp, đến nay huyện Châu Đức đã xây dựng được 12 mã số vùng trồng xuất khẩu cho cây chuối, sầu riêng, thanh long với tổng diện tích hơn 552 ha, sản lượng gần 1.780 tấn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, huyện Châu Đức đã xây dựng 10 mã số vùng trồng nội địa với diện tích hơn 12 ha, cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh gần 124 tấn nông sản các loại hiện địa phương đang tiếp tục xây dựng 4 mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với diện tích 42,3 hectare, sản lượng khoảng 898 tấn một năm.